Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Nam Hòa. Kính mời quý vị cùng nghe bài Đôi mắt thời chiến của tác giả Thái Bảo. 10 năm một giấc chiêm bao, 1973 đến 1983. Người đạp xe thồ rướn sức lăn bánh xe lên đoạn dốc con đường đầy đá dăm và bụi. Ông có dáng người cao to với nước da đen sạm, tuổi quá 40. Tại đỉnh dốc, có lẽ thấm mệt, ông tạt vào quán mì quảng ven đường. Nói quán cho hoài, chớ chỉ có cái tủ đóng bằng tre cũ kỹ cùng tấm lưới che bụi đường. Bên trong ngất ngưỡng những sợi mì vàng to bản. Chiếc nón lá rộng dành sùm sụp vẫn không giấu được khuôn mặt thông minh, nhưng có vẻ mệt mỏi vì thiếu ăn. Chị chủ quán kim chạy bàn chăm chăm tò mò nhìn xoáy vào khuôn mặt ấy. Có lẽ từ khi mở quán đến giờ không ai ăn nhanh như ông ta. Bất ngờ chị đến gần la lớn: "Chào ông thiếu quý đồn trưởng!" Người xe thồ giật mình xém phun cọng mì, mắt nhìn lấm la lấm lét xung quanh. 8 năm trong tù ra, giờ mới có người gọi ông là thiếu quý. "Lạy chị, đừng gọi tôi như rứa. Tôi mới được từ trại cải tạo về, trả quyền công dân thôi. Bữa ni đạp xe kiếm cơm qua ngày." "Ủa, mà sao chị ra nông nổi ri, phải bán mì? Tôi tưởng sau 75 chị phải làm ông này bà nọ chứ." "Chiến tranh mà ông." Chị thở dài. "Tất cả đều bắt đầu từ cái ngày." 4 giờ chiều, một ngày oi nồng, tháng bức, năm 1973, tại tỉnh lỵ Quảng Tính, miền Trung. Chiếc trực thăng UH-1 hùng hổ cất cánh, đưa chàng thiếu quý trở lại cứ điểm 248, Đồi Tranh, Hiệp Đức. Dõi mắt xuống mặt đất, cứ mỗi lần ra trận, chàng như muốn nuốt vào trong lòng tất cả những gì thuộc về chốn thị thành tưởng chừng bình yên kia. Thời chiến, mọi thứ đều vội vã như đường đạn, kể cả cái chết. Cuối tầm mắt, loang loáng những ngôi mộ sơn trắng, chàng cố nhìn xem nấm mộ nào là của mẹ. 3 ngày trước, chính chiếc trực thăng này vội vã đưa thiếu quý về nhà dự đám tang. Trước khi mất, mẹ thều thào: "Sao chưa thấy thằng Út về?" Bà vẫn chờ con với ánh mắt tha thiết, dịu dợi. Vội vã trở về, vội vã hành quân. 4 giờ sáng, khoác chiếc áo giáp lên người, xốc lại cây súng côn 45 trễ xuống bên hông. Với chiếc nón sắt, thiếu quý lom khom bước ra khỏi hầm. Họ thầm hành quân tiến về làng Việt Cộng, nơi giáp ranh giữa vùng đất, quốc gia và cộng sản. Tia nắng mặt trời vẫn chưa ló dạng, trời đen kịch, rừng lầu ô dài ngoằn đang ngã nghiêng như mạng giăng bẫy con người. Trong cuộc chiến này, ai bẫy ai, hay ta tự bẫy mình? Đi cứ đi, khi về mới biết mình còn sống. Vô số cành củi mục phát ánh lân tinh như nhảy múa dẫn đường đoàn quân, dằn dẳng tiếng ồn ộc từ những chú tắc kè bị đánh thức sớm. Chàng thiếu quý đi cùng một trung đội sao chót. Không ai hành quân theo lối mòn cả. Trung đội dẫn đường gắn chặt hết các nhánh cây đủ tạo lối cho một người len lỏi, người sau nối tiếp theo ba lô người trước, cứ thế mà đi. Cảnh vật trong rừng bình yên quá, càng im ắng càng đáng sợ hơn. 1. Quân chính quy đã rút. 2. Coi chừng đi vào ổ phục kích. Mới 7 tháng trước thôi, chàng thiếu quý còn lạ nước lạ cái, bị đẩy về miền Trung, cái xứ khỉ gió, chó ăn đá, gà ăn muối. Nơi này nắng nóng oi bức nhất và giao tranh ác liệt nhất ở Việt Nam. Cuộc chiến ở miền Nam đã leo đến đỉnh dốc. Mùa hè đỏ lửa năm 72, cứ điểm Sạc Ly, Kon Tum, An Lộc, bờ sông Thạch Hãn, Đại Lộc, Quảng Nam.
những cái tên hư vô giờ đây đầy ám ảnh những máu, xác người, hồn ma dứt dưỡng đi trong triều quan. Chỉ vài trận giao chiến, chàng trở nên lạnh lùng, ngạo đời hơn cùng mùi súng đạn. Những ngày đói khát, đêm ngủ bên xác người trong rừng đã làm tâm hồn người lính thêm dông bão. Chiến tranh, chàng khinh khinh hai từ đó. 8 giờ sáng, thấp thoáng hàng cây hóp là họ với cây tre, từ xa cùng những đường giao thông hào bọc quanh làng. Hào rộng gần mét, đầy những hàm ếch. Làng nghèo quá, những ngôi nhà, đúng hơn những túp lều, mái tranh, vách cũng bằng tranh. Nền nhà đất sét, pha than biên đen sì, đen đến nỗi khó mà biết đâu là đất, đâu là nền nhà. Ngoài sân, cỏ hoang xanh rờn mọc ngang lối, đang xen những cây ớt chỉ thiên đỏ lè. Tiến vào làng, chàng thiếu quý dặn dò lính cẩn thận. Nơi nào cũng có thể có mìn bẫy, từ cái bếp lò đến lu nước uống. Đặt một chân vào nhà, thiếu quý hơi sững người. Một thiếu phụ án chừng 40 hoặc trẻ hơn. Thời loạn lạc khó đoán tuổi. Đôi mắt sắc, sắc lắm, giống như mắt của mẹ chàng. Chào ông thiếu quý đồn trưởng. Coi bộ mấy tay lính vào trước đã cho chị biết. Sao nhà vắng thế này? Chết hết rồi ông thiếu quý. Chiến tranh mà. Chị hay đệm ba chữ chiến tranh mà một cách dửng dưng. Chàng lặng lẽ quan sát đôi mắt ấy. Đôi mắt không tỏ gì sợ hãi. Cũng đúng thôi, làng của chị mà. Đồ hộp ngon quá. Chị cười. Từ sáng đến giờ mới thấy chị vui. Ông thiếu quý cho tôi thêm vài hộp. Chàng hơi chột dạ. Nhà này không thể chỉ mình chị. Chàng nghỉ trưa trên bộ phản giữa nhà. Chị chủ nhà lặng lẽ ở nhà sau. Mi mắt chàng hơi nặng trĩu vì sáng nay thức dậy sớm. Bất chợt, chàng cảm thấy ớn lạnh như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Một đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào chàng, rồi liếc dội ra ngoài, thì thào. Nguy hiểm! Chàng giật mình, ào ngay ra sân. Chỉ vài giây sau, một bóng áo đen thoát ra từ dưới bộ phản. Chớp, sáng lòe, lựu đạn nổ. Chiếc phản thủng lỗ chỗ. Hình như mình tự tạo nên chẳng ai bị thương. Hai cây đại liên phục sẵn ngoài sân thi nhau khạc lửa. Áo đen gục ngã ngay sân, bất động nhưng còn thở. Ngang thắt lưng, lỏng khổng cái xà cột và khẩu súng K-54. Nắp hầm bí mật mở toang quang ngay dưới bộ phản. Chàng vừa ngã mình trên cái chết mà không hay. Tiểu đội lính tràn vào nhà, hầm trống trơn. Chàng bước vào, tay phải đặt hờ lên khẩu súng ngắn. Chị chủ nhà ngồi bệt, bất động trên sàn nhà bếp. Ánh mắt vẻ sợ hãi và đau đớn. Chàng tiến đến gần, chị lết thụt lùi vô góc bếp. Một người lính kéo chị ra gần hầm bí mật. 10 ngón tay cày nát nền nhà thành 10 đường thẳng. Chàng bình thản hỏi. Chị đánh thức tôi phải không? Chị im lặng, đầu hơi cúi thấp như đồng ý, mắt chớp rồi nhìn xuống. Có lẽ sợ tai vách mạch rừng hay cứng lưỡi. Anh lính truyền tin chen vào. Bà nói láo thiếu quý ơi, tôi thấy bà ở dưới bếp, chứ có lên nhà trên đâu mà báo động với báo thức. Để em. Anh lính truyền tin kéo cơ bẩm cái rốt, đặt nòng súng lên thái dương chủ nhà. Thôi, chuẩn bị rút quân. Chàng ra lệnh. Người ta phụ nữ chẳng có tất sắc trong tay, chẳng chống đối, giết làm gì. Bắt được một tù binh và khẩu súng, vậy ngon cơm rồi. Anh lính hậm hực. Phí mấy lon đồ hộp quá thiếu quý. Tiếng cánh quạt phành phạch của trực thăng ồn ào bên kia lũy hóp. Quả pháo sáng đỏ bùng lên làm điểm báo hạ cánh. Anh lính lại càm ràm. Mẹ, tù binh vậy mà sướng. Đi trực thăng, còn tụi này phải cuốc bộ băng rừng 4 tiếng nữa. Vừa ra khỏi làng, chàng nghe văng vẳng một tiếng hú dài rùng rợn, thê thảm. Tiếng hú tràn xuống thung lũng, xuyên qua rừng đại ngàn thăm thẳm.
tiếng hú kèm theo tiếng nấc. Đúng, tiếng hú của tôi. Chị bán bánh tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Tiếng hú báo mọi người đang ẩn nấp biết quân đội Sài Gòn đã rút lui. Chị mừng vì thoát chết, nhưng chẳng biết vết thương của anh có nặng không, rồi về vùng quốc gia biết ngày nào gặp lại. Chuyện của anh. Anh bị thương đầy người, gãy hai chân, thủng bụng, nát nhiều xương sườn. Sơ cứu xong, máy bay đã đưa thẳng anh về tỉnh lỵ, rồi thẳng ra quân y viện Đà Nẵng. Tỉnh giấc, anh ngơ ngác trong căn phòng trắng lạnh. Anh đòi về, cô y tá ngạc nhiên. Anh tù binh lại bị trọng thương, làm sao mà về? Anh nói sứ mệnh của anh là phải đánh cho Mỹ cút ngụy nhào. Cô y tá lại cười. Thì Mỹ ở đây nè. Anh giật mình pha chút bối rối. Lần đầu trong đời, anh thấy Mỹ bằng xương bằng thịt. Một người Mỹ cao lớn, hiền hậu. Chính người bác sĩ này đã giành giật linh hồn anh từ thần chết cả tuần nay. Anh biết nếu giờ này anh còn trong rừng, anh sẽ ra sao? Tụi anh làm gì có thuốc men. Hai chân gãy sẽ ngâm trong nước muối, bị cưa bằng cưa sắt, rồi quăng trong góc rừng. Lúc đó anh tàn phế, đánh đấm được ai? Mà có trốn cũng không xong. Cuộc sống bất động. Anh ở lại quân y viện gần 2 năm. Chuyện là vậy, nhưng nội tuyến báo về cấp trên của anh lại khác. Anh đã chiêu hồi. Tất cả đã chấm hết. Đầu tháng 3 năm 75, bác sĩ Mỹ trong quân y viện về nước. Cuộc chiến sắp kết thúc. Cuối tháng 3, anh về chốn cũ, Quảng Tính, Tam Kỳ. Chẳng ai nhìn anh, chẳng ai dùng anh. Một kẻ bị quan, cõng trên vai 2 chữ, chiêu hồi. Chuyện của chị. Tin anh chiêu hồi chấn động cả làng. Chị không tin, chị ngơ ngác như người mất hồn. Cấp trên đặt vấn đề trong cuộc hành quân ấy, vì sao người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa lại tha bổng chị? Bao nhiêu lần viết kiểm điểm, chị vẫn trả lời, không biết vì sao. Nhốt, thả, nhốt, thế là xong. Chị cô đơn ngay giữa đám đông bạn bè chòm xóm, và chị ra đi. Chịu thôi, chiến tranh mà. Sau năm 75, anh và chị kéo nhau về làng cũ. Làng vẫn như xưa, nhưng tình người không còn như xưa. Chẳng biết làm gì, anh chị về con dốc này, dốc Kỳ Mỹ, mở quán mì Quảng. Nhìn ông xe thồ ăn mì Quảng ngon lành, chị chợt nhớ đến lon đồ hộp năm xưa trong cuộc hành quân. Lần ấy chị hồi hộp lắm, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh. Khi con người biết cái chết sắp xảy ra, ai mà không lăng tăng, chị biết chắc anh sẽ tung lựu đạn giết ông thiếu quý. Anh lẻ loi không thể nào kháng lại một đại đội dây quanh làng. Chị sẽ cùng chung số phận. 2 đổi 1, có cần thiết vậy không? Chị không muốn mất anh chút nào. Anh là người đàn ông duy nhất làm chị cười, ngay cả khi chị không muốn cười. Hạnh phúc là lựa chọn, mà sao hôm nay sự lựa chọn này quá éo le. Chiến tranh mà. Gặp đối phương phải giết thôi. Nhưng ngay lúc đó, bỗng dưng, trong lòng chị có cái gì lên tiếng. Chị cầu mong đụng độ không xảy ra. Thiếu quý ơi, hãy chạy ra sân ngay. Ông nha nhẫn gấp từng cọng mì, ăn mà cứ như sợ hết. Sau chiến tranh, gặp lại bạn cũ đã mừng, huống gì người một thời ông từng đối đầu. Dường như chị trẻ hơn ngày xưa. Thời bình thì phải khác chứ. Phúc cho chị trong cuộc hành quân năm xưa. Nếu có bất cứ người lính nào chết, có lẽ mạng chị không còn. Và may cho cả 3 người. Ừ, mọi cuộc chiến do con người tiến hành và đều lấy lý do vì con người, nên dẫu có tàn khốc đến mấy, đôi khi ta vẫn thấy được tính người. Và có lẽ vì thế, nhân loại vẫn còn chút gì đó gọi là may mắn. 4 giờ chiều, nắng bớt gắt. Ông còn muốn đạp thêm vài cuốc xe, đành từ giã chị bán mì. Chia tay ông, chị giới theo một câu. Trong buổi trưa hành quân ấy, tôi không hề báo thức ông.
Người đạp xe thồ hơi chững lại rồi nở nụ cười. Chuyện chỉ báo động hay không đâu còn quan trọng. Chiến tranh đã qua rồi. Lúc này anh mới tập tễnh chống gậy bước ra từ bếp. Miệng cười hơi xết một chút, di chứng của lần bị trọng thương năm xưa. Hai người đàn ông từng ở hai chiến tuyến, 10 năm sau mới gặp lại. Anh không nói gì nhiều, một cái siết tay thật chặt, kèm một túi mì Quảng to tướng cho các cháu ở nhà. Trên đường về, ông cảm thấy chiếc xe bỗng nhẹ tên. Có lẽ trong lòng thanh thản, hay xe đang xuôi dốc về chốn bình yên. Chiều trên bờ đông nước Mỹ, ông thiếu quý giờ đã là ông cụ ngoài 70, ngẫm lại chuyện ngày xưa rồi nhìn lên bàn thờ. Nắng chiều lóa mắt hay tuổi già, ông chỉ thấy một cặp mắt sắc lắm trong khung hình nhìn thẳng vào ông. Thái Bảo. Kính thưa quý vị thính giả thân mến của kênh Nam Hòa, quý vị đã vừa nghe xong một câu chuyện rất cảm động hậu chiến tranh với tên Đôi Mắt Thời Chiến của tác giả Thái Bảo. Xin trân trọng biết ơn tác giả Thái Bảo và cũng cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi nghe câu chuyện này. Hẹn gặp lại quý vị ở những chuyện kỳ sau cùng với kênh Nam Hòa. Xin chào và chúc quý vị một ngày tốt lành.